Bây giờ hôm nay mình sẽ dẫn cả nhà và mọi người đi vô cái căn mẫu, kêu bằng cái căn model house á. Thì cái căn mẫu này là cái model bự nhất ở trong cái khu nhà này. Thì mình vô mình xem người ta trang trí, người ta thiết kế cách trang trí từ cái phòng khách đến phòng ngủ như thế nào. Thì mình mời mọi người cùng mình trải nghiệm ngày hôm nay nha. Nhà mẫu là cái phần này, cái phòng khách của nó nè. Nhà mẫu trang trí rất là đẹp. Còn đây là cái phòng ngoài vô trong cái không gian phòng khách nè. Cái không gian phòng khách trông rất là rộng mà rất là đẹp. Đúng là cái nhà mẫu người ta trang trí. Cái phạm vi cái deck của cái model house này rất là đẹp. Đó. Cái deck này rất là rộng. Ok, đi vô không? Đi vô mình quay tiếp. Thank you.
Bây giờ mình lên để mình trải nghiệm mấy cái phòng ngủ trên này nha. Đây là cái phòng ngủ master. Cái cách của cái nhà mẫu người ta thiết kế, người ta trang trí rất là đẹp, trông rất là đẹp. Có 3 cửa sổ. Và bước vô đây á thì mình thấy sẽ thấy hai cái closet. Một cái á là cho chồng. Nói vậy đi, một cái là cho vợ. Đó. Hai cái tủ closet. Còn đây là cái phòng master bathroom. Cái phòng master bathroom rất là rộng. Cái bồn tắm này ở trên mạng ghi nếu như mình muốn gắn khoảng 4.000. Còn nếu không thì người ta chỉ có thiết kế cái chỗ tắm đứng thôi. Chỗ vòi sen tắm đứng thôi, giống như vậy nè. Bây giờ mình qua cái phòng ngủ thứ nhì để mình tham quan tiếp. Ừ. Đây cái phòng ngủ thứ nhì. Màu sơn cũng được hết trong ơi. Cái màu sơn của nhà đẹp. Cái mặt cửa nó chơi cũng mua đèn nè. Em có người vô ở trong ơi. Có người chạy xe vô. Đi ra lẹ lên đi, đi qua đây coi, đi ra lẹ thôi, đi qua đây có. Có người vô. Đi qua đây coi lẹ lên đi nha. Cái phòng ngủ này thì đang thăm vô trong cái nếu mà sau này mày cái màn cửa tắm đó chứ. Ừ. Mày làm cao như thế này nó là cao mà. Ồ, cái này là option đó. Cái nghĩ cho nó option đó. Ồ, cái đèn này cũng option là tại vì nó chỉ cho có hai miếng mà, hai cái đèn trên nè. À, cái bộ này còn nó đèn tốt. Ừ. Thôi đi lại lên thôi, có đường qua rồi. Đi qua đây. Chỗ máy giặt đồ. Để máy giặt máy sấy ở đây. Cái phòng cái phòng ngủ này có để hai cái giường. Ok. À, phòng tắm. Nhà mẫu trang trí đẹp quá. Đúng là nhà mẫu thiết kế phong cách từ cái màn cửa, từ cái màu tới cái tủ, trông rất là mỹ thuật, rất là đẹp. Đây bây giờ mình đi xuống dưới basement mình khám phá tiếp. Chào mẹ, chào mẹ.
mình xuống với cái không gian của basement của căn nhà mẫu. Trông rất là đẹp. Đây là cái quầy bo rượu. Đây là ca sĩ nổi tiếng khắp thế giới nè. Anh biết Charlie, từ ra biết Charlie thì mình có em biết Phương á. Dạ. Dạ. Đó là đây là em biết Charlie. Cái không gian của cái basement rất là nổi đẹp. Ở đây mà mình hát karaoke, tụ tập ăn uống là rất là hay, rất là rộng. Đấy, cả nhà thấy không? Đây là cái phòng ngủ ở dưới đây luôn. Ta làm cái phòng ngủ luôn. Đây nó tắt nhẹ. Dạ. Dưới đây cũng có một cái phòng tắm luôn. Đi lên coi. We've been talking for an hour, we just can't find the end. We won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself again. We should go, but we keep trying to find a reason why we can't move on. I think we're scared to be alone. We had our times, but now I know that they are gone. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars.
nhà mẫu, bởi vì cái khu đất này nó rất là rộng. Nhưng mà mình nghĩ cái căn này khi mà nó làm xong nó bán chắc gần 1 triệu á, tại vì đất rất là rộng ở đằng sau. Đẹp quá ha, ba cửa sổ ở đằng sau nè. Cảnh quan ở đằng sau rất là đẹp ha. Đẻ Ryan có vẻ thích lắm, chạy lung tung đó. Ủa? Chạy lên đét luôn. Cô ốm ốm không? Anh nghĩ cô đang ngồi, anh nghĩ cô đang ngồi trong phòng á, là cô đó Jennifer á. Ở đây Victoria không có hả? Không. Ok, vậy mình xin dừng video mình tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cũng mong các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho channel của mình. Xin chúc các bạn được một ngày vui vẻ. Và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.